mình phải điểm danh trước trước khi mà đầy đủ. Sao như đây khuôn mặt à? Gấp nha, cua gấp lắm rồi nha. Cái này là chòi phải không? Ủa, đi đâu? Phải trái hả? Sai sai rồi. Giống ở quê không? Giống ở quê cực kỳ. À, vẫn đang ở quê bạn. Một miền quê rất là xa xôi. Vẫn đang ở tới Hóc Môn lần. Sao không? Sao quá trời luôn. Hẹn hò gì toàn là Hóc Môn 3 điểm không à. Hôm nay mình đi ăn món cháo bầu. Đặc sản nha, đặc sản cháo bầu. Cháo bầu nói với gì thì không biết. À, mình ăn trong chòi bạn. Quá trời chòi luôn. Đây là cây lá. Đây là anh Trung Tình. Đây là lá đu đủ, các bạn có thể hút bao nhiêu các bạn hút. Cái này lá đu đủ thì đâu phải. Cái này cái gì? Không biết. Cũng giống. Không có gì giống lá đu đủ đâu. Ở đây quá trời trời trống luôn, giờ trưa thì ai chọn trò nào cũng chọn. Nhiều lắm luôn á. Ốc. Ừ, cái ốc bu á, anh nghĩ là vậy. Ăn được hết á. Ừ. Hồi đó nhà em mưa lên là chiều nào cũng có ăn rổ rau với lại ốc. Ốc hay... Ừ, ốc mà anh thấy nó có rau rau nữa kìa. Ê, có con ốc kìa, hai con nó bám lên. Ừ. Hai con nó bám lên nhau, đang làm cái gì kìa? Ba con nữa. Chị chi sâm. Chứ không phải ốc bu đâu. Nhưng mà đúng rồi, ốc có chứ gì, đây có trứng ốc. Ờ, anh nghĩ là ốc bu. Trứng ốc. Ốc bu. Nhưng mà đây là này không bự lắm, có mấy đợt mà ốc bu cũng bự. Nhà em là ở ngay khúc đó đó hả? Thấy là ngay khúc đó là có rồi đó hả? Lúc trước kìa, lúc trước còn ruộng á, giờ nó lên thành mấy cái nhà hết rồi đó. Thôi thôi. Đây ốc bu đấy, trời. À, mấy thanh niên này làm gì trong chòi đây? Đang làm hành động gì mờ ám trong chòi đây? Nhưng vì sao anh chẳng thể quên? Chẳng tại vì anh quá yêu nên anh vẫn nhớ. Cần chòi cháo hình. Cần chòi cặp. Dạ. Ai à, lần đầu tiên trải nghiệm. Không ăn đâu bạn. Ở đâu? Chính đâu ạ?
rồi. Cà phê trò thì có nghe nhưng mà cái này thì thấy lạ quá, lần đầu tiên trải nghiệm luôn. Bình thường là chỉ có ghế một người hai người thôi, cái này trò có 10 người. Đúng rồi, không biết giờ chia sao đây ta. Ăn rắn, ăn chuột gì không? Rắn bằm súp bánh đa. Ai thử cái món rắn súp bánh đa. Rồi ok, một cái súp bánh đa ăn trải nghiệm. Rồi kêu ba cái đó món trước đi, ba chút mình chơi tiếp. Ăn dạ. Cho trời nóng. Rồi uống nước gì nè mấy đứa. Uống gì kêu lấy nước luôn nè. Coca đi, uống Coca đi. Coca. Pepsi mà, Pepsi bị ốp xì tim nè. Pepsi bị ốp xì tim. Cái gì đó rồi. Pepsi. Bảy ốp, em bảy ốp. Rồi hai bảy ốp. Hai bảy ốp. Hai nước suối. Còn mắm kia là gì ngoài đó vậy? Hai Pepsi. Đang bản siêu hấp bay quên get one free luôn. Mà toàn mấy chai như hình chung không ai thèm. Ừ, đâu ai thèm đâu. Có chuối hộp, táo mèo nè. Táo mèo là ở trên Sapa đúng không? Trên Sapa em thấy người ta hay đi uống cái này. Lương nữa nè. Ít rang muối Hồng Kông. Sụn là cái gì? Sụn là cái gân. Gân bò đâu ha. Ăn cho đỡ heo. Đúng rồi, em tưởng là ở giữa hai cái ức của con gà. Nó có cái miếng. Ờ còn có cái đó nữa. Siêu thị nó có bán. Trời menu dài quá trời dài luôn á. Hơi bị nhiều món, anh chỉ thắc mắc là không biết là bán nó có đủ không. Nó quá trời luôn. Nhiều lắm. Mình kêu nó đi. Mới chạy đúng rồi mới lấy. Quá trời luôn á. Vậy là nhiều khi nguyên khu này nó có một cái kho à. Kiểu vậy có một người cung cấp á. Viết theo kiểu miền Tây nè. Rau mớp. Chứ không phải rau mướp. Rau mớp. Rau mớp. Anh ơi ghẹo á là nhà anh ở dưới quê á là nhà phố. Còn nhà anh ở dưới phố á là nhà quê. Còn nhà mình đây là dân thành phố mà bước ra cửa cái là rau. Rau bạc ngàn. Rồi cào thấu châu. Còn em á lại bước lên lầu. Anh Trung Tình, anh Trung Tình lựa cái chòi. Hợp lý. Đúng rồi, bởi vậy mới nói là bắt bây giờ sôi đi để phát chén đi cưng. Trung nó không phát chén luôn. Em còn đang tự hỏi chén ở đâu nè. Phát chén phải đủ. Nó qua cái thời là phục vụ rồi. Nay người ta đi chuyển qua nghề khác rồi. Ta làm thầy rồi. Không, làm ta bị lục nghề, lục xì kêu. Cái này là bầu luộc hả? Bầu chưa lụi ra nè. Tự nhiên em thấy cái đó tưởng là gỏi bầu hay cái gì. Em thắc mắc. Cháo cá phải không? Ừ. Cháo cá. Cháo thế cá thôi. Là bỏ này vô gọi. Quay cho nhiều vô rồi về có làm clip đâu để ngâm mà đó. Ngâm. Hôm bữa cái clip hướng dẫn. Ghê nó thấy giống như siêu nhân vậy. Lúc mà được cấm cũng nghe nó ớn lắm. Nó tại vì cái đang ngồi ăn cơm vậy. Cái có con rắn chạy ngang qua. Cái mẹ nó ứ trời con rắn kìa. Vi phạm bản quyền mất công. Cái này là sụn gà. Rang muối. Rang muối. Ừ. Sụn gà là cái gì em cũng không biết luôn. Cái phần ở dưới chân á mà cái phần gọi là sao ta? Cái dưới này của em nè. Cái món sụn gà rang muối. Phải để xa chị Thanh ra, mọi người đã đều đồng ý. Thì Thanh đã tuyên bố rồi, Thanh đang cái màn ăn uống của tụi mình đã bắt đầu được 15-20 phút gì rồi. Bây giờ mình mới quay tiếp. Lý do là món bà quá nhiều. Đây là món tép âm. Tép âm. Bị nó ăn hết phân nữa rồi. Tép âm. Bánh tráng mà làm sao? Lấy bánh tráng nào? Rau salad nào? Gì nữa? Cái này gọi là tía tô. Tía tô rau xong đi. Review kém chuyên nghiệp quá. Tía tô nè. Rồi mình bỏ dắp cá lên nè. Ủa bút thì cả cây rồi ai ăn nữa. Đó. Vàng rau rác và nhiều. Còn phía dưới nữa nè, rau cốc nè. Rau cốc nè. Ở trên đây chỉ có rau thôi, còn rác là xuống dưới. Em chỉ biết ăn thôi, còn phần thuyết minh rau mấy chị nói. Còn nữa nè, rau nữa nè. Thôi em nghĩ vậy là đủ rồi. Bỏ rau nhiều vô. Rồi mình xúc tép vô nè. Cái tép thứ có rau này là mình ăn mình bị ngứa mỏ nè. Nhưng mà mình cũng phải ăn đi. Nhưng mà mình cũng phải ăn. Chính này đó. Chống chín này cà chấm. Cuốn lại. Cuốn nhắm tay cuốn không? Đó có nè, anh lỡ tay không mà. Anh lỡ tay thì anh cho khán giả của em ăn cháo trước em luôn.
nước mắm à, nước mắm chua ngọt. Chua ngọt. Ừ. Rồi lố rồi, lố rồi, lố rồi. Em có cái giá. Bên này có đủ thứ mà không biết gì. Rau nhiều quá, không thấy tép đâu luôn. Vậy là không có ngứa mỡ đâu ha. Em cục. Cắt cắt một bàn sụn dài đi chứ không hết. Cá to quá. Cái gì đó ta? Cá lóc. Trời đất ơi, cá lóc không ơi. Trời ơi, cá lóc mà nhìn không biết luôn á. Trời ơi, biết cá lóc. Cá lóc nhưng mà to dữ vậy. Cá này là con nó con nhỏ rồi đó. Rồi bỏ bầu vô đi em. Trời ơi, đóng cái bầu vậy cá. Ừ, ăn cá này bầu. Giờ bỏ bầu nè. Trời ơi, hết có cọng rau nữa rồi, nhanh lên đó. Đây là vlog. Đường hết rồi luôn đi. Chung ôi, tình vlog. Cái là nguy hiểm. Rung rồi đó. Trời ơi. Rung quen rồi. Chưa? Quậy lên. Nhưng mà làm vlog không bao giờ ăn luôn. Này, đây, rượu vodka Hà Nội là cho anh Trung 21 là làm trước. Ừ. Trung tình 21. Trung tình 21. Nãy giờ ông bào dữ quá. Hớp nào. Phải cho nó uống đi. Uống sao phải tỏa đam mê. Ngon. Hey. Vỗ đùi này, vỗ đùi. Ê, là xin nhê. Rượu đế mà vỗ đùi phải không? Nó nhẹ. Xin nghe gì giờ uống nước ngọt nè. Kỳ vậy. Ồ, cái này dễ đi lắm á. Không nói gì nữa. Làm mà đúng bài với ly đầu tiên thôi cũng có địa. Ly đầu tiên cũng có địa. Cái bảy rắn nhìn ngon á. À, rồi. Đang nói bạn cái nhé. Thôi thôi có bia rượu vô nó mới khỏe quá. Không. Trời, cái trong bẩn. Em không muốn thôi. Muốn không muốn anh con. Nó muốn cây nó đi mất nè. Đứa nào hồi nãy nói là đứa cho đứa hai em không có nói đâu em im luôn em im từ cái lúc mà chị kêu đi xe rượu đây em là đồng ý bà Thanh vlog đã hai mươi mấy nồi bánh chưng rồi bà vẫn chưa uống được bánh chưng em nấu một thôi hai mươi mấy nồi bánh chưng chỉ nấu bánh chưng một phải uống miếng này đi mới uống một mình nữa em gần đây mới có ba ly nó xuống một giày thì nước hai ly chứ mày thôi em yếu mới uống mày uống một ly thôi mà không biết uống mà uống gì ống này nhẹ hơn rượu đế nhiều mà nhẹ đúng không không nó nhẹ đâu rồi nè mắm nem ở đó em muốn rượu chuối hột của ba không ngâm nặng hơn cái này nữa thì đó tỷ nói cái này nhẹ hiểu rồi chết rồi không ấy nó đi đồ mà bước xuống trả ba cái đầu phải qua thử thách mới được đi đấy meo 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 trời trời ạ đâu mập quá à. con mèo cũng mập ghê có mặt nữa mặt này tiện ghê mặt nó gầy gừ buồn cười có con mèo cái bữa tiệc này với bữa tiệc trước là hai cái trải nghiệm mà còn khác nhau không? Đúng rồi chính xác tàn cuộc trời hết luôn hả anh Đức là gió cứu chớp phải không còn em là em sợ cái đống cá này nè giờ vẫn còn nè còn miếng nước mắm còn cá chép nè nước mắm cá chép còn những dùng mà xương không ớt rõ ràng chứ không phải mình muốn như để mấy ông quan phương Hồ Chí Minh đám người đại đức Hồ Chí Minh nói là một khi mà bạn đã làm rớt một chiếc dép thì bạn phải quăng luôn chiếc này xuống dưới sao mấy khăn mấy đó ơi còn gì đó rồi dạ hết rồi mấy khăn hả một nè một hai ba bốn chai nữa a few moments later đoạn chúng tôi đã thực hiện một nhiệm vụ đầy thử thách nhà đường về sau đi leader cảnh báo mọi người rằng đây là một cái trải nghiệm gọi là khám phá nên mọi người phải chấp nhận quay lại chúng ta không thể lường trước được những gì xảy ra trước mắt. Có thể đây vốn là một con đường nhưng thời điểm này nó đã bị block bởi shit. Đường này tôi đi tôi thấy rung tay quá bạn. Vừa đi mà vừa quay phim vậy. Chắc nó mua GoPro quá.
đoàn của mình ăn xong đáng lẽ là quành ngược trở về là đi về được rồi, nhưng mà không, chúng ta là những con người ưa khám phá các bạn, chúng tôi là những con người ưa khám phá. Đó, dễ gì ở thành phố mà có được cái khung cảnh quê hương như thế này đúng không? Chúng tôi là những người ưa khám phá, chúng tôi quyết định là đi. Nhưng mà bây giờ đi tới đâu rồi đâu không biết. Chết cha, vô rừng rú gì rồi. Dạ. Đi đường này chú. Ra chỗ nào chú? Ra chỗ cô nữ. Ra chỗ cô nữ. Dạ dạ cảm ơn chú. Rồi tới luôn. Em nghĩ là nên hiện đại hơn. Quẹo trái. Hiện đại bên đây nó hiện đại hơn. Đi. Bên nào cũng để chờ một đường ha, để nước cuốn trôi. Nó tổn anh phù hộ mình. À, pin điện thoại của Mẫn sắp hết rồi nên là Mẫn sẽ dừng video clip tại đây. Ồ, có cái hồ cá đẹp quá. Mọi người có dịp xuống Hóc Môn chơi. Nếu mà video hay nhớ like, đăng ký, subscribe, like, share đó. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Hết đường rồi.